Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại với Tokyo Camera. Đây là DJI Mic 2, một chiếc mic đã từng xuất hiện khá là nhiều trong các video trước của chúng mình. Và trên thực tế thì cũng có rất là nhiều người, kể cả chúng mình, thích sử dụng chiếc mic này bởi vì cái sự nhỏ gọn và chất lượng thu của nó cực kỳ tốt. Mình nghĩ rằng là DJI Mic 2 sẽ chỉ có một cái điểm trừ duy nhất thôi, đó là giá thành của nó sẽ khá là cao. Và hôm nay thì mình sẽ có một đối thủ có ngoại hình khá là giống với DJI Mic 2 nhưng mà lại có giá thành thân thiện hơn rất là nhiều. Đó chính là Boja Mic. Vậy thì hãy cùng xem liệu DJI Mic 2 mà đem đi so sánh với một cái sản phẩm mà có giá chưa tới một nửa của nó thì sẽ như thế nào nhé. Về cụ thể từng sản phẩm thì chúng mình đã có video review ở trên kênh rồi, các bạn hãy tìm trên kênh và xem lại nhé. Còn trong nội dung này thì mình sẽ so sánh DJI Mic 2 và Boja Mic trong điều kiện sử dụng thực tế, xem đâu sẽ là chiếc mic phù hợp với bạn nhất. Khi mua DJI Mic 2 hay là Boja Mic thì chúng ta sẽ đều có hộp sạc đựng các thiết bị cơ bản như là mic, receiver và đầu chuyển. Với DJI Mic 2 thì mình rất yên tâm mỗi lần mang đi quay vì nó có một phần túi đựng rất chắc chắn giúp tránh va đập gây xước hộp, và cũng có thêm không gian để đựng thêm các phụ kiện như là jack TRS, bơm lọc gió cùng dây sạc Type-C. Còn Boja Mic thì sẽ chỉ có một phần túi vải đựng thôi nên chúng ta sẽ cần cẩn thận hơn. Nhưng khá là bất ngờ thì với một cái giá rẻ hơn rất là nhiều thì Boja Mic lại có nhiều phụ kiện hơn, bao gồm hai bơm lọc gió, dây sạc jack TRS và cả thêm hai mic lavalier nữa. Đối với DJI Mic 2, nếu mà muốn có mic lavalier thì chúng ta sẽ cần tốn thêm tiền mua thêm, chứ hãng không bán bao gồm với DJI Mic 2. Nói về ngoại hình thì như các bạn đã thấy, mình đang có cả hai hộp sạc ở đây. Và thực sự thì kích thước của chúng cũng khá là giống nhau, đều rất là nhỏ gọn và chúng ta đều có thể cầm được ở trên tay như thế này. Hộp của DJI Mic 2 thì sẽ khá là vuông vức, còn hộp của Boja Mic thì sẽ được bo tròn ở các góc, tạo cảm giác thân thiện hơn. Cá nhân mình đánh giá hộp đựng của DJI Mic 2 sẽ xịn hơn, được làm bằng kim loại, cầm trên tay sẽ khá là chắc chắn và thiết kế nhám toàn bộ nên chúng ta sẽ không lo bị dính vết tay gây mất thẩm mỹ. Bên trong thì các thiết bị đều được hút nam châm khá chắc chắn, chỉ cần đưa nhẹ vào là thiết bị sẽ được hút chặt trong hộp. Còn hộp sạc của Boja Mic được làm bằng nhựa nên sẽ nhẹ hơn một chút, và đặc biệt nó còn có thể sạc không dây nữa. Tuy nhiên, cả hộp sạc và mic đều được thiết kế đen bóng nên rất dễ bị xước và dính vết tay, nên chúng ta cần lưu ý cẩn thận luôn cho vào túi vải mà hãng đã tặng kèm với mic. Bên cạnh đó, phần bản lề của hộp Boja Mic khá lỏng và phần nam châm hút các thiết bị bên trong cũng không được chắc chắn cho lắm. Mình thử lắc hộp thì vẫn nghe tiếng lọc sọc. Có một cái chi tiết mà khiến mình đánh giá cao chất lượng build của hộp DJI Mic 2 hơn là Boja Mic, đó là ở cái hộp của DJI Mic 2 thì chúng ta sẽ có một cái phần chốt như này để đóng mở hộp. Còn của Boja Mic thì chúng ta sẽ chỉ có nam châm hút thôi. Và đôi khi thỉnh thoảng mình sử dụng Boja Mic mà để trong ba lô thì cũng hơi lo, tại vì nó có thể bị bật nắp ra và rơi các thiết bị ra ngoài. Tiếp theo sẽ là phần thao tác sử dụng. Boja Mic sẽ không có hỗ trợ thao tác cảm ứng nên chúng ta bắt buộc phải thao tác bằng nút bấm trên cả bộ thu và phát của mic. Và có một cái điểm trừ của Boja Mic mà sau một thang sử dụng mình mới nhận ra, đó là cái nam châm ở bộ phát hút rất mạnh. Mỗi lần lấy ra lấy vào thì cũng rất là khó khăn, và điều này có thể gây chảy xước cho thiết bị của chúng ta. Còn đối với DJI Mic 2 thì có lẽ các bạn cũng đã biết rằng là nó có thể vừa thao tác bằng nút, vừa có thể thao tác cảm ứng trên bộ thu của mic nữa. Để mà so sánh thì mình nghĩ rằng thao tác của Boja Mic sẽ dễ làm quen hơn cho những bạn mà mới chơi. Còn những ai mà sử dụng mic mà có nhiều tính năng thì cách thao tác của DJI Mic 2 cũng sẽ rất là thuận tiện. Ở cả Boja Mic và DJI Mic 2 thì chúng ta sẽ đều có các chế độ khác nhau có thể đáp ứng tốt cho cả những newbie, những người mới chơi và cả những người đã có kinh nghiệm với mic không dây và muốn tự mình điều chỉnh âm thanh trong cái phần hậu kỳ. Dù sử dụng sản phẩm nào thì chúng ta đều có thể linh hoạt chọn thu mono, stereo hoặc safety track. Và nếu bạn đang đi quay ở ngoài đường, ở những nơi nhiều tiếng ồn thì chúng ta có thể chọn thu bằng low cut thì mic sẽ tự động cắt bỏ những âm thanh có tần số thấp. Chế độ safety track sẽ thu thêm một file audio có mức decibel thấp hơn để chúng ta có thể thu backup nếu như gặp sự cố gì đó. Còn mono và stereo thì mình không cần nói nhiều nữa vì anh em nào tiếp cận và quan tâm đến việc thu âm thì đều biết rồi. Ok, bây giờ sẽ đến phần quan trọng nhất là mình sẽ sử dụng cả hai chiếc mic này và test xem trong điều kiện thực tế thì chất lượng thu của từng cái nó sẽ như thế nào và nó sẽ khác nhau như thế nào nhé. Ok, bây giờ mình đang sử dụng chiếc DJI Mic 2 để thu tiếng ở ngoài chơi và đây sẽ là khả năng thu tiếng thực tế của chiếc mic này. DJI Mic 2 thì các bạn chắc là cũng đã nghe nhiều rồi. Xung quanh mình thì sẽ có một số cái xe cộ thỉnh thoảng đi qua sẽ có một chút tiếng ồn, nhưng mà chắc là chất lượng âm thanh cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều bởi vì là mình đã bật cái khử ồn của chiếc mic này lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử đi xa khỏi máy quay một chút để thử xem cái khả năng truyền tín hiệu của DJI Mic 2 vẫn còn ok không nhá. Ok, bây giờ mình sẽ vừa quay lưng vừa nói chuyện
quay lưng với camera và nói chuyện để thử xem là cái khả năng truyền tín hiệu của DJI Mic 2 nó có ổn không, nó có bị chập chờn không. Ở đây bây giờ mình sẽ đứng xa máy quay khoảng mấy chục mét rồi, thì không biết là đứng từ đây mà nói chuyện thì các bạn có nghe rõ mình nói không. Chắc là đứng quay mặt với camera mà nói chuyện như này thì chắc là khả năng truyền tín hiệu của nó vẫn tốt ha. Đấy, đây có khá là nhiều xe đi qua đi lại ở đằng sau mình nên là nó cũng sẽ khá là hơi ổn ở đây nữa. Bây giờ mình sẽ tiến lại gần về camera. Có cả tiếng còi xe ô tô rất là to luôn. Thì không biết là cái khả năng thu tiếng trực tiếp và khả năng truyền tín hiệu của DJI Mic 2 như thế nào thì các bạn đánh giá nhé. Ok, bây giờ mình đã sử dụng chiếc Boja Mic để quay ở ngoài trời và cũng lại tại vị trí đó luôn. Và đây sẽ là khả năng thu tiếng thực tế của chiếc Boja Mic ở điều kiện ở ngoài trời. Và xung quanh thì vẫn còn rất là nhiều xe đi qua đi lại và vẫn có tiếng ồn. Nhưng mà mình cũng đã bật chức năng khử ồn của Boja Mic lên rồi. Vậy thì các bạn nghe thử xem là âm thanh của Boja Mic thu sẽ như nào. Và hãy đánh giá âm thanh thu của hai chiếc mic này với nhau và comment ở phía dưới cho mình biết với nhé. Bây giờ thì mình cũng sẽ thử đi xa ra khỏi máy quay một chút để xem là cái khả năng truyền tín hiệu của Boja Mic mà so sánh với DJI Mic thì cái nào sẽ ổn định hơn. Bây giờ mình sẽ đi ra khỏi máy quay. Bây giờ mình sẽ vừa quay mặt với máy quay vừa nói như thế này để xem là tín hiệu nó có bị chập chờn không. Lần trước mình thử thì khi mà quay lưng như thế thì tín hiệu nó cũng sẽ hơi bị chập chờn một chút. Thì không biết là so với DJI Mic 2 thì sẽ như thế nào. Đấy. Và bây giờ mình lại đứng ở cách máy quay khoảng một vài chục mét. Thì nếu mà đứng quay mặt và nói chuyện với máy quay như này thì chắc là tín hiệu nó vẫn khá là ổn định ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến lại gần với cả máy quay. Và không biết là các bạn có nghe có tiếng ồn nào bị lọt vào không. Và cái giọng của mình khi mà bật khử ồn của Boja Mic và DJI Mic 2 lên thì nó sẽ có bị bóp nhiều không. Và sản phẩm nào sẽ bóp giọng của mình nhiều hơn và sản phẩm nào sẽ khử ồn tốt hơn. Các bạn hãy để lại đánh giá ở dưới giúp mình nhé. Vậy trên đây là tổng quan so sánh giữa DJI Mic 2 và Boja Mic theo ý kiến của mình. Mình nghĩ rằng DJI Mic 2 vẫn là một chiếc mic tốt nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng mà nó lại có giá bán khá là cao. Còn Boja Mic thì sẽ có giá thân thiện hơn, cũng có rất là nhiều tính năng và đa dụng nữa. Nhưng mà cái độ hoàn thiện của nó thì sẽ không bằng được DJI Mic 2. Vậy thì đâu sẽ là chiếc mic phù hợp với nhu cầu của bạn? Hãy để lại comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.